vượt ngục từ Siberia trốn ra. Trên đường chạy trốn, họ đã vượt qua đồng tuyết, đi qua sa mạc Gobi, vượt qua đại hoang mạc, trèo qua dãy Himalaya, cuối cùng tới được Ấn Độ. Không đủ thức ăn, họ cướp từ trong miệng đàn sói. Không có nước, họ điên cuồng uống nước bùn. Cứ như vậy, họ đã kiên trì sống sót. Đó là bộ phim The Way Back. Câu chuyện này xảy ra năm 1939, Đức và Liên Xô bắt đầu phân chia Ba Lan. Nam chính Janusz là người Ba Lan, vì phát ngôn tự do mà bị Liên Xô bắt, định tội gián điệp. Trong lúc anh kiên quyết không nhận tội, chúng bèn giày vò vợ anh. Người vợ không chịu nổi hành hạ, chỉ vào nam chính, nhận định anh có tội. Ngay đêm đó, Janusz bị đưa tới trại cải tạo Siberia, nơi đây nằm chính giữa Siberia. Ở đây không cai quản bằng bạo lực, không có chó cảnh sát, cũng không có lưới điện. Nếu chạy trốn từ đây, không quá 3 ngày sẽ bị lạnh chết hoặc đói chết. Dù có may mắn gặp được nhà dân nào đó, cũng sẽ bị bắt đưa về nhà giam. Vì ảnh chân dung của tất cả những tù nhân ở đây đều đã được đưa tới cho các nhà dân. Nếu báo cáo tin tức về phạm nhân chạy trốn, sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Ở đây không những điều kiện ăn ở rất kém, mà còn rất dễ mắc bệnh quáng gà. Lúc ăn cơm, Janusz thấy một người đáng thương, bèn cho anh ta đồ ăn. Một ông già người Mỹ nói, ở nơi này, sự thiện lương sẽ hại chết cậu đó. Sau đó, anh quen với một chàng diễn viên, anh ta đã diễn vai một quý tộc, vì vậy mà bị bắt. Bị định tội sùng bái chủ nghĩa quý tộc, phạt tù 10 năm. Quản ngục đưa một số kẻ tính tình tàn bạo lên làm quản lý. Chúng không những được ăn ngon, chỗ ở tốt, còn được đánh bạc, cá độ. Thấy ai có đồ gì tốt, nếu họ không giao nộp, chúng có thể trực tiếp cầm dao xiên người đó rồi cướp lấy. Đây là văn cơ. Janusz hỏi chàng diễn viên, ở đây có thể trốn thoát được không? Anh ta đề nghị Janusz nói nhỏ thôi, ở đây lúc nào cũng sẽ có người tố cáo đấy. Đêm tới, hai người phân tích lộ trình chạy trốn. Chạy về phía Tây là Đức, về phía Đông là Liên Xô. Phía Bắc là Bắc Cực, vậy chỉ có thể chạy về phía Nam. Đi về phía Nam khoảng 500 km là có thể gặp được hồ Baikal. Sau đó đi vòng qua hoặc bơi qua. Đi thêm 500 km nữa là sẽ tới được Mông Cổ, tới đó là tự do rồi. Có điều, cần lên kế hoạch một cách chi tiết và cả chuẩn bị đồ ăn. Đợi đến mùa thu, tuyết bắt đầu rơi là sẽ xuất phát. Tuyết rơi xuống có thể che lấp dấu chân. Cứ như vậy, họ bắt đầu cất giữ đồ ăn. Ở một nơi như Siberia này, một năm bốn mùa nhiệt độ đều rất thấp. Ngày nào mà không có vài người chết vì lạnh thì đúng là có lỗi với thời tiết. Một hôm, trong lúc làm việc, ông già người Mỹ tìm tới Janusz, nói, nếu cậu muốn vượt ngục thì cho tôi đi với, thêm người thêm sức mạnh. Còn nữa, cái người diễn viên kia không đáng tin. Hắn là kẻ lừa đảo, chỉ biết nói mồm thôi. Buổi tối, lúc bàn bạc kế hoạch chạy trốn, quả nhiên anh chàng diễn viên đúng như lời ông già kia nói. Anh ta lấy cớ chưa chuẩn bị sẵn sàng, không muốn chạy trốn nữa. Lúc này, cuộc nói chuyện của họ bị Van Cơ nhìn thấy. Hắn cũng biết được kế hoạch chạy trốn của họ. Thế là đội ngũ vượt ngục càng lúc càng đông. Mọi người bắt đầu phát huy sở trường của mình. Cậu họa sĩ vẽ tranh gái đẹp để đổi lấy đồ ăn, chàng kể chuyện thì kể chuyện đổi đồ ăn. Ông già người Mỹ dùng đồng hồ vàng để đổi lấy tin tình báo vượt ngục. Nếu dừng máy phát điện thì để khởi động lại sẽ mất 10 phút. Đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Van Cơ cầm dao tới, uy hiếp Janusz đưa anh ta đi cùng. Anh ta còn nói nếu muốn chạy trốn, dao cũng là công cụ cần có. Cứ như vậy, Janusz đành phải đồng ý. Tối hôm đó, nhân lúc thay ca, bọn họ dùng máy phát điện, chạy ra ngoài. Tới khi đám canh ngục phát hiện, chúng lập tức xua chó ra đuổi theo. Lúc này, bão tuyết đã xóa hết dấu chân của bọn họ, căn bản không đuổi theo được nữa. 7 người thoát ra được, bèn chạy không ngừng, không dám dừng lại một giây phút nào. Thấy mọi người càng lúc càng kiệt sức, Janusz bóc vỏ cây, làm cho mỗi người một cái mặt nạ. Như vậy sẽ có thể chắn gió vào mặt, giúp tốc độ tiến về phía trước được nâng cao hơn nhiều. Sau khi bão tuyết ngừng lại, xác nhận những kẻ đuổi theo đã mất dấu, họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Có người hỏi, chúng ta chạy được bao xa rồi? Janusz trả lời, chắc là khoảng 30 km. Mọi người đều hơi có chút thất vọng, một ngày một đêm chạy không ngừng mới được có thế. Mỗi người lần lượt lấy ra những thứ mình cất trữ, tập hợp lại để sau này chia nhau ăn hàng ngày. Mặt trời lên rồi, Janusz cắm cây gậy gỗ xuống đất, thông qua bóng của nó để phán đoán phương hướng. Mọi người lại tiếp tục lên đường. Trời sắp tối rồi, họ phải đốt lửa nghỉ ngơi. Mọi người đều đi nhặt củi. Kazik mắc chứng quáng gà, lúc quay về không nhìn thấy đường nên bị lạc. Ngày hôm sau khi trời sáng, lúc mọi người tìm thấy cậu ta đã biến thành một bức tượng băng. Chỗ cậu ta ngồi chỉ cách bọn họ có mười mấy mét. Họ lấy mấy cục đá, đắp một tấm mộ cho cậu. Đã sớm biết, trên đường đi chắc chắn sẽ có người không chịu nổi. Nhưng không ngờ, lại nhanh như vậy. Sau nhiều ngày đi bộ ròng rã, cuối cùng họ cũng ra khỏi đồng tuyết. Tới một cánh rừng rậm rạp, họ đã ăn hết số thực phẩm tích trữ. Van Cơ vạch lá, tìm đám côn trùng để ăn. Có người lại tới vách đá, ăn trộm trứng chim trong tổ. Ông già người Mỹ câu được vài con cá nhỏ. Nhưng đối với họ, như vậy vẫn chưa đủ no. Lúc này, bắt đầu có kẻ muốn giết người để ăn. Buổi đêm, họ bị tiếng sói tru đánh thức. Họ chạy tới, phát hiện ra đám sói đang ăn thịt một con hươu. Họ đã đói đến phát điên, tiến lên đánh đuổi đàn sói, trực tiếp quỳ xuống ăn sống con hươu. Vấn đề thực phẩm đã tạm thời được giải quyết. Kazik định đi dò đường, tìm kiếm hồ Baikal, còn mọi người tiếp tục ở lại chỗ cũ nghỉ ngơi. Như vậy, có thể bớt đi lòng vòng. Anh nói, trong vòng một tuần, nếu anh không trở lại thì có nghĩa là anh đã chết trên đường. Trời mưa lớn, anh bèn trú dưới vách đá, lúc đói quá bèn gặm vỏ cây. May mắn thay, một tuần sau, anh đã trở về. Anh vui mừng nói với mọi người, đã nhìn thấy hồ nước. Nó chỉ cách đây có 3 ngày đường. Anh vừa lạnh vừa đói, vừa kiệt sức.
mọi người vội vàng đưa anh tới nằm bên cạnh đống lửa, đắp cho anh mấy tấm áo dày. Sau khi trời sáng, họ đi về hướng hồ nước. Lúc này, đột nhiên họ cảm thấy có ai đó đi theo mình. Nếu là dân địa phương theo dõi, sau đó về báo cáo lại với canh ngục thì họ sẽ bị bắt về. Đúng lúc họ định qua đó giết người này thì phát hiện ra là một cô gái. Cô gái nói cô là người Ba Lan, trốn ra từ trại tập trung. Cô không có thức ăn, cũng không được bảo vệ. Vì vậy, cô muốn đi cùng bọn họ. Janus muốn đưa cô gái đi cùng, nhưng mọi người lại nghĩ, bản thân chúng ta còn khó mà tự đảm bảo. Nếu có thêm một cô gái, không những thực phẩm không có đủ mà tốc độ đi sẽ bị chậm lại. Cứ vậy, họ đuổi cô gái đi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô gái đành tiếp tục lén lút đi theo. Cuối cùng, bọn họ cũng tới bên bờ hồ. Nhìn thấy một con hươu bị sa vào đống bùn, đám người hảo tâm nhanh chóng cứu nó ra. Sợ nó lạnh, còn đặt nó lên đống lửa cho ấm. Sau đó làm thịt luôn nó. Nhìn thấy đã có đủ đồ ăn, anh chàng mục sư dẫn cô gái đang ở cách đó không xa tới. Cô gái đã mấy ngày không ăn gì, cầm đồ ăn lên liền ăn như hùm như hổ. Sau khi trời sáng, họ tới bên bờ hồ tắm rửa, giặt quần áo, cứ như là tới đây để du lịch vậy. Sau đó lại tiếp tục lên đường. Trên đường, họ gặp một chỗ kết thành tầng băng mỏng. Mọi người đang định cởi đồ và giày bơi qua thì cô gái đã trượt trên băng, nhẹ nhàng qua tới bờ bên kia. Mọi người thấy cách này không tồi, liền vội vàng chạy qua theo. Cứ như vậy, quan hệ giữa cô và mọi người đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Trên đường đi, họ gặp một ngôi làng. Sợ dân làng gặp được sẽ tố cáo mình, họ đành đi đường vòng. Chưa đi được bao xa, họ phát hiện không thấy Văn Cơ đâu nữa. Có người bắt đầu đoán, chắc chắn là hắn vào làng tố cáo chúng ta rồi. Trước đây, hắn là con bạc, tố cáo chúng ta sẽ được thưởng nhiều tiền. Đúng lúc họ đang đoán mò, Văn Cơ đã về. Anh ta vào làng, trộm về cho mọi người rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn có một bình rượu. Sở dĩ anh ta mạo hiểm như vậy, vì hôm nay là sinh nhật của anh ta. Buổi tối, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Văn Cơ. Cô gái cũng kể lại chuyện của mình. Cô là người Ba Lan, cha mẹ đều đã bị giết. Cô và em trai bị đưa tới cô nhi viện. Chưa được bao lâu, em trai cô cũng qua đời. Cô bị đưa tới trại tập trung để làm việc. Cô không chịu nổi, bèn trốn đi. Trên đường đi, họ không những phải tránh gặp người đi đường, mà đám muỗi khắp nơi còn làm họ khó chịu hơn nhiều. Mặt ai cũng bị đốt sưng lên như mặt heo. Phát hiện những người đi trên đường không bị muỗi bám theo, có một người to gan tiến lên trước hỏi. Thế mới biết, dùng một cái vòng cổ bện bằng cỏ sẽ có thể đuổi muỗi. Thế là, mỗi người họ bện một cái vòng cổ, đeo lên trên cổ, vậy là không còn muỗi nữa. Cuối cùng, họ cũng đến được gần đường tàu. Đi thêm một chút nữa là tới Mông Cổ rồi. Có điều, phía dưới toàn là nông dân và binh sĩ đi tuần. Họ chỉ có thể đợi tới đêm mới xuất phát. Đêm tới, cuối cùng họ cũng tới được biên giới. Lúc này, Văn Cơ lại không muốn đi nữa. Anh nói, anh thuộc về nơi này, tự do không thuộc về anh ta. Nếu cho anh ta tự do, anh ta thực sự không biết phải sống thế nào. Vậy là mọi người chia tay nhau, 6 người còn lại tiếp tục lên đường. Lúc này, họ đã tới được Mông Cổ, không còn sợ người đi đường nữa, đã có thể hiên ngang đi trên đường. Trên đường, họ nhìn thấy một tấm biểu tượng, bên trên là chân dung lãnh đạo hai nước, cho thấy giờ Mông Cổ đã về phe Liên Xô. Xem ra, giờ nơi này cũng không còn an toàn nữa rồi. Nhìn thấy ở đằng xa có một ngôi chùa, có lẽ ở đó sẽ tìm thấy giúp đỡ. Nhưng khi tới nơi, họ đều ngẩn người. Đây là một ngôi chùa bỏ hoang. Xem ra nơi này đã không còn cho phép có tín ngưỡng, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết dân tộc. Nếu tiếp tục đi về phía nam, sẽ tới Trung Quốc đại lục, mà lúc này Trung Quốc đang có chiến tranh với Nhật Bản, rõ ràng cũng không an toàn. Vậy thì đi về hướng tây nam đi, tới Lhasa, sau đó vượt dãy Himalaya là có thể tới Ấn Độ. Nhưng phải làm sao để vượt dãy Himalaya đây? Ngồi thảm bay chắc. Cuối cùng, đám người chạy trốn từ Siberia đã tới Mông Cổ. Trên đường, họ gặp một đoàn người Mông Cổ trên lưng ngựa. Có người sợ quá, quay đầu bỏ chạy. Ông già người Mỹ nói với mọi người, đứng yên đó, mỉm cười. Họ nói mình là những tín đồ về đất thánh. Thế là đám người Mông Cổ bèn tha cho họ. Một cậu bé còn tốt bụng cho họ một túi nước. Tiếp theo, họ tới một hoang mạc rộng không thấy bến bờ. Ở nơi này, chắc chẳng có mấy người sống mà vượt qua được. Nhưng nghĩ tới, cũng chẳng có mấy ai sống mà ra khỏi Siberia. Chẳng phải họ cũng đã ra được rồi sao? Thế là, họ tiến vào sa mạc. Hết thức ăn, chỉ đành bắt rắn mối để ăn. Họ lấy cành cây, bện thành một cái mũ, lấy da thú làm thành giày. Lúc này, họ đã thiếu nước nghiêm trọng. Ông già người Mỹ nói, thấy ở phía đông có cây cối. Janus lại nói phía tây có cây cối. Hai người suýt nữa thì đánh nhau, may mà có người ngăn cản. Mọi người đều nghĩ, chắc chắn đó là ảo ảnh. Ông già người Mỹ vẫn xách hành lý lên, xuất phát. Mọi người đành đi theo. Rất nhanh sau đó, họ đã thấy chim bay trên trời. Nơi nào có chim, chắc chắn có nước. Họ vội vàng chạy nhanh lên phía trước, phát hiện một cái giếng. Tất cả điên cuồng múc nước lên uống. Sau khi đã uống no nước, không có đồ ăn vẫn là không được. Họ đành tiếp tục đứng dậy, đi tìm đồ ăn. Đầu tiên, họ lấy nước rội ướt hết người. Sau đó đựng nước vào tất cả những gì có thể đựng rồi tiếp tục lên đường. Còn chưa đi được bao xa, họ đã gặp phải bão cát. Mọi người vội vàng tìm chỗ trốn. Sau khi bão cát qua, người thì không bị thổi đi nhưng chỗ nước đem theo đều mất cả. Trên sa mạc, không đồ ăn nước uống, mặt trời thì chói chang. Rất nhanh sau đó, cô gái đã không chịu nổi, ngã xuống. Lúc này, hai chân cô đã bị phù nề nghiêm trọng. Để không ảnh hưởng đến tốc độ của mọi người, cô vẫn luôn giấu. Janus thấy cô thực sự không đi nổi nữa, trực tiếp bế cô lên đi tiếp.
Có điều, cô cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Năm người chôn cất cô gái, rồi tiếp tục lên đường. Trên sa mạc, họ khó khăn tiến về phía trước, nhưng cậu họa sĩ bắt đầu bị tụt lại. Buổi đêm, lúc đang nghỉ ngơi, cậu ta lấy ra những bức vẽ trên đường đi. Trong lúc mọi người cùng thưởng thức chúng, cậu họa sĩ cũng nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, họ chôn cất cậu. Còn lại 4 người tiếp tục lên đường. Vì thiếu nước nghiêm trọng, ông già người Mỹ cũng không kiên trì được nữa. Ông bảo Janus hãy để ông lại rồi đi tiếp đi. Janus vẫn cố gắng dìu ông đi cho kịp với đội. Buổi sáng, anh mục sư tỉnh dậy, nhìn thấy một con rắn độc đang bò qua chân mình. Anh lén lút chạy theo nó, lại phát hiện ra một vũng nước bùn nhỏ. Anh gọi những người còn lại tới, mọi người cúi xuống vốc nước bùn mà ăn, không khác gì ăn cháo. Sau đó, con rắn độc kia cũng trở thành bữa ăn ngon của họ. Nhưng một con rắn cho 4 người ăn thực sự không có bao nhiêu tác dụng. Buổi tối, ông già lại khuyên Janus để ông ở lại. Janus nói, con trai ông là vì ông mà chết. Giờ ông chết là coi như được giải thoát rồi. Ông phải sống để chịu giày vò trừng phạt. Như vậy mới xứng đáng với đứa con đã chết của ông chứ. Tối đó, ông già cuối cùng đã nghĩ thông. Mới sáng ra đã dậy sớm, tiếp tục xuất phát. Mọi người mừng rỡ đi theo sau. Chẳng bao lâu sau, họ tới một dòng sông. Họ nằm giữa sông, hưởng thụ dòng nước chảy quanh người. Sau khi đã bổ sung đủ nước và thực phẩm, họ tới Vạn Lý Trường Thành. Rất rõ ràng, đây chính là Trung Quốc đại lục. Những chi tiết tiếp theo của bộ phim khá đơn giản. Sau khi vượt qua Trường Thành, họ tới một dãy núi tuyết. Ở đó, họ thấy cờ phạn, sau đó họ gặp một người du mục tốt bụng. Sau khi anh ta chỉ cho họ hướng đi về Lhasa, còn dẫn họ về nhà, khuyên họ ở lại. Đợi mấy tháng nữa, mùa bão tuyết kết thúc rồi lại đi. Lúc đó sẽ an toàn hơn. Đêm tới, mọi người bàn bạc với nhau, nếu ở lại thì phải làm gì. Ông già nói, ông muốn tới Lhasa, ở đó có bạn của ông. Ông có thể trực tiếp về nước. Mục sư lại nói, nếu trở về sẽ phải ra chiến trường. Đầu tiên là với Đức, rồi lại với Liên Xô. Janus thì lại muốn cứ đi như vậy mãi. Anh nói, ngày mai hãy xuất phát luôn. Mọi người phải đồng lòng, nếu không sẽ bị tan rã mất. Ngày hôm sau, Janus dậy rất sớm, bắt đầu đi. Hai người còn lại thấy vậy cũng đi theo. Họ vượt qua dãy Himalaya trong gió tuyết, cuối cùng đến được Ấn Độ. Đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Vào năm 1989, khi Ba Lan được giải phóng, Janus đã xa quê hương được 50 năm. Cho đến giờ mới có thể trở về. Cửa nhà vẫn được trang trí như lúc trước, chìa khóa vẫn còn ở nơi cũ. Người vợ có lẽ do thấy có lỗi với chồng, nên vẫn ở một mình đợi ông quay lại. Lúc này, người vợ cũng đã già, Janus cũng đã bạc mái đầu. Ông cũng không hề trách vợ đã chịu không nổi hành hạ mà chỉ điểm mình. Người vợ sau khi tự trách mình 50 năm, cuối cùng cũng được chồng tha thứ. Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau. Đây là một câu chuyện kể về thời Thế chiến thứ hai, về những vết sẹo do chiến tranh để lại. Bộ phim đã cho chúng ta biết, dù ở trong tình huống nào, chúng ta đều phải trân trọng cuộc đời của mình, phải dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời. Được rồi, tôi là ông Phát Review. Hãy ấn like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.